nhận định bóng đá Nhật Bản với Việt Nam. 17 giờ 35 phút ngày 29 tháng 3, chiến đấu vì danh dự, chuyến hành quân đến xứ Hoa Anh Đào sẽ khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chiến thắng 2, không của đội tuyển Nhật Bản trên sân của Australia ở lượt trận trước đã giúp các chiến binh Samurai xanh sớm giành vé đến World Cup 2022. Lúc này, Nhật Bản đang đứng đầu bảng B với 21 điểm và hơn đội đứng thứ 3 đến 6 điểm. Trước khi bước vào lượt trận cuối, đội tuyển Nhật Bản cũng đã lên kế hoạch ăn mừng cho lần thứ bảy tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đích thân đội trưởng Mai Ioshida đã kêu gọi 60.000 cổ động viên đến sân Saitama để chia vui cùng đội nhà. Chính vì thế, dù cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam chỉ còn mang tính chất thủ tục, song đội tuyển Nhật Bản chắc chắn không muốn cuộc vui của mình bị phá hỏng. Hơn nữa, với việc được chơi trên sân nhà, sở hữu đội hình chất lượng hơn, tinh thần lại đang lên cao, hoàn quân huấn luyện viên Harim Morizasu thừa sức giành trọn vẹn 3 điểm ở trận này. Về phía đội tuyển Việt Nam, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng cuối bảng B với 3 điểm sau 9 lượt trận. Kết quả này đã được dự đoán ngay trước khi vòng loại thứ ba diễn ra, song việc được đọ sức với các đội bóng hàng đầu châu Á vẫn được xem là những trải nghiệm vô cùng quý giá dành cho các chàng trai áo đỏ. Đội tuyển Việt Nam có thể đã không đạt được những kết quả như ý trong các trận đã qua, nhưng nhìn chung, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã thể hiện tốt dần lên. Quan trọng hơn hết, thắng lợi lịch sử 3 một chiếc đội tuyển Trung Quốc ngay ngày mùng 1 Tết cũng đã giúp Việt Nam đạt được mục tiêu, đó là trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên thắng được một trận tại vòng loại thứ ba. Trước trận gặp đội tuyển Nhật Bản, muôn vàn khó khăn đang bủa vây đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh 10 cầu thủ không thể hành quân đến xứ mặt trời mọc vì các lý do khác nhau, trợ lý Lê Huy Khoa, người được xem là cánh tay phải của thầy Park, cũng không thể tham dự trận đấu sắp tới vì dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tinh thần của các cầu thủ Việt Nam không nhất thiết phải giành chiến thắng. Chỉ cần thi đấu với quyết tâm cao độ nhất và trình diễn một lối chơi đẹp mắt là đủ để đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến hành trình đáng nhớ này. Thông tin lực lượng, Nhật Bản, Wataru Endo, Ko Itakura đã về đội chủ quản. Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh, Lê Văn Xuân, Phạm Đức Huy, Nguyễn Hoàng Đức, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Tuấn Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy không đến Nhật Bản. Trợ lý Lê Huy Khoa dương tính với COVID-19. Đặng Văn Lâm trở lại sau 6 tháng dưỡng thương, dự đoán tỷ số Nhật Bản 1 đến 2 Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.